Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Nếu như các bạn theo dõi Đồng Hồ Hải Triều đủ lâu thì không biết là có bao giờ các bạn thắc mắc là đang có những mẫu đồng hồ độc lạ nào được kinh doanh tại Đồng Hồ Hải Triều hay là không. Và mình nghĩ đây cũng là một chủ đề khá là hot đấy. Và ngày hôm nay May đã dành một chút thời gian để tìm hiểu cũng như là ngồi đây để có thể mang tới cho các bạn những mẫu đồng hồ độc lạ đang được kinh doanh tại Đồng Hồ Hải Triều nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với mẫu đồng hồ đầu tiên ngay sau đây thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với mẫu đồng hồ đầu tiên nhé. Mẫu đồng hồ đầu tiên sẽ đến từ thương hiệu Dosa và mình nghĩ đây cũng là mẫu đồng hồ đắt nhất trong video ngày hôm nay. Cụ thể với mẫu đồng hồ Dosa này thì chúng ta sẽ có một số mã là D210BBK với mức giá 163.040.000 đồng. Và chắc chắn khi mà các bạn nhìn vào mặt số của mẫu đồng hồ này thì có lẽ là các bạn cũng đã biết là mẫu đồng hồ của chúng ta thuộc bộ sưu tập nào rồi đúng không? Thì đây là một mẫu đồng hồ Dosa nhưng là phiên bản đồng hồ Skeleton thuộc phân khúc cao cấp. Và với mẫu đồng hồ này thì chúng ta đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Chronometer từ COSC này. Và cũng chính vì điều này khiến cho mẫu đồng hồ của chúng ta càng trở nên đắt đỏ hơn rất là nhiều. Và những yếu tố khác khiến cho mẫu đồng hồ này trở nên giá trị và đắt giá hơn ý, thì nó sẽ đến từ vòng bezel, thẻ tên Dosa trên khóa. Chúng ta sẽ được làm với chất liệu vàng hồng nguyên khối 18K nhé. Và tông màu vàng này thì khi mà chúng ta kết hợp với tông màu đen cùng với mặt số hay là dây đeo da thì phải nói là thực sự cực kỳ là thu hút. Và nó cũng khá là trầm tính thôi, đeo vào thì cũng rất là trưởng thành, sang trọng và thanh lịch này. Về phần khung vỏ của chúng ta thì sẽ được làm từ chất liệu khá là đặc biệt là titanium. Với chất liệu này thì nó rất là nhẹ và hạn chế được rất là nhiều những cái chảy xước này kia để các bạn có thể giữ gìn và bảo quản chiếc đồng hồ của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Về dây đeo thì chắc chắn là chúng ta sẽ được trang bị dây đeo cá sấu rồi, một chất liệu dây đeo mang tới cái sự giá trị cũng như là cái sự thanh lịch sang trọng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay này. Quay trở lại với thiết kế mặt xấu của đồng hồ thì chúng ta sẽ có một thiết kế skeleton toàn phần nhé. Với thiết kế này thì chúng ta có thể nhìn xuyên thấu từ trước ra đằng sau luôn và các bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được tất cả những cái chuyển động, những cái gì mà tinh hoa nhất, tinh vi nhất của một chiếc đồng hồ ở trên cổ tay của mình. Những chi tiết khác khiến mình cũng khá là ấn tượng đó chính là bộ kim chỉ chúng ta sẽ được quét dẫm này. Vừa mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là tinh tế. Kết hợp với bộ cọc giờ nhỏ gọn chúng ta cũng được mạ vàng hồng và nổi bật ở trên nền mặt số này. Về bộ máy mà được trang bị cho mẫu đồng hồ thì chúng ta sẽ được trang bị bộ máy là Sellita SW200 với 26 chân kính. Tần số dao động của chúng ta thì sẽ là 28.800 VPH và thời gian dự trữ cót là 38 giờ. Những chất liệu khác được hoàn thiện cho mẫu đồng hồ này thì chúng ta phải kể tới là mặt kính sapphire với khả năng chống chảy xước rất là tốt và độ cứng chỉ sau kim cương mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ được trang bị thêm một lớp chống lóa nữa để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi giờ trong điều kiện mà ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt số của đồng hồ của chúng ta này. Về đường kính mặt số của mẫu đồng hồ này sẽ là 41 và về dài là 11mm. Đây là một kích thước mà May cảm thấy là nó cũng khá là phù hợp với đại đa số cổ tay của đàn ông Việt đấy. Nó rất là dễ đeo và khi mà các bạn mang trên cổ tay khoảng tầm 16-17cm thì nó cũng rất là cân đối thôi, không bị to quá này. Thường thì với những mẫu đồng hồ có một thiết kế thanh lịch sang trọng thì gần như là chúng ta sẽ dao động trong cái khả năng chống nước là từ 3-5 ATM. Và các bạn cũng đừng lo, vì với khả năng này thôi thì chúng ta cũng đã đủ để cảm thấy an toàn khi mà chúng ta sử dụng cho những cái điều kiện ví dụ như là đi mưa hay là rửa tay nhẹ rồi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko đi. Thụy Sĩ xong rồi thì bây giờ chúng ta đến với Nhật Bản nhé. Với mẫu đồng hồ Seiko này thì chúng ta sẽ nằm trong bộ sưu tập là Seiko Prospect và cũng sẽ giới hạn chỉ 3.500 chiếc trên toàn cầu thôi. Và chúng ta sẽ có một số mã là SFJ009B1 với mức giá 30.750.000 đồng. Mức giá này thì có lẽ là phải chăng hơn rất là nhiều so với mẫu đồng hồ Dosa mà mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ giữ vững được tiêu chí là độc lạ và hiện tại đang được kinh doanh tại Đồng Hồ Hải Triều nhé. Chi tiết hơn về những thông tin liên quan với sản phẩm này thì chúng ta thuộc dòng Speed Timer có khả năng bấm giờ đến đơn vị là 1/100 giây. Seiko thì chỉ ra mắt 4 mẫu thiết kế này và đây là sáng tạo thứ 5 của dòng sản phẩm chuyên nghiệp này. Và có lẽ là vì ngoại hình và chức năng khá là kén người đeo á, nên mẫu đồng hồ này thì nó cũng không hẳn là gây được một tiếng vang lớn tại thị trường Việt Nam đâu. Tuy nhiên thì nếu như mà ai thực sự đã yêu thích một cái thiết kế độc đáo như thế này thì có lẽ sẽ vô cùng ấn tượng với cái nhìn đầu tiên. Và ngoài dây đeo theo khung gì bằng 16L thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phiên bản dây đeo da khác để chúng ta có thể lựa chọn đấy nhá.
Và không chỉ đến từ ngoại hình á, mà chúng ta còn đến từ những cái chức năng vượt trội của nó nữa. Chỉ trong tầm giá 30 triệu đồng thôi thì chúng ta đã có một chiếc đồng hồ analog bấm giờ tại đơn vị là 1/100 giây. Và sẽ không có một mẫu đồng hồ nào khác ngoài Seiko ở cái tầm giá này cả nhá. Và Seiko thì cũng sử dụng bộ kim đỏ rất là tinh tế á, cho 3 mặt số đếm giờ này, như một sự tri ân dành cho Lauren. Và mặt số lớn nhất thì giúp chúng ta xem giờ và phút này. Có cọc số cũng được phủ màu vàng bạch kim cùng với dạ quang, giúp chúng ta có thể theo dõi giờ trong điều kiện thiếu sáng. Với mặt số ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có chức năng đếm giây tại đơn vị là 1/100. Trong khi mặt số 9 giờ thì sẽ bao gồm chức năng đếm giây 1/10 này. Và mặt số phụ còn lại thì sẽ ở vị trí 12 giờ đếm giờ theo đơn vị 60 giây nhé. Và đặc trưng của dòng đồng hồ mà có 4 mặt số này là thiết kế các núm chức năng được đặt tại 4 góc đối xứng nhau, mang đến một sự nổi bật không lẫn vào đâu được. Và thông qua đó thì các bạn cũng có thể thấy được là mẫu đồng hồ này vô cùng mạnh mẽ và nam tính dành cho cánh mày râu luôn. Với các chất liệu được hoàn thiện cho mẫu đồng hồ này thì tất nhiên chúng ta sẽ có mặt số được trang bị là kính sapphire cong này, được phủ một lớp chống lóa ở bên trong nữa. Và kích thước của dây đeo thì sẽ là 20mm kết hợp với đường kính mặt số là 42. Thì đây cũng là một kích thước nó công bằng mà nói thì nó cũng khá là to so với kích thước cổ tay trung bình của đàn ông Việt. Thế nhưng mà với những ai có cổ tay từ 18cm trở lên á, thì chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn mẫu đồng hồ này nhá. Và khả năng chống nước của mẫu đồng hồ này thì mình cũng rất là ấn tượng khi mà chúng ta được trang bị một con số lên tới 10 ATM. Đây là một con số đủ để chúng ta có thể thoải mái để đi bơi được rồi. Về bộ máy để trang bị cho mẫu đồng hồ thì sẽ là Solar 8A50. Chiếc đồng hồ bạn sẽ có một cái tần số dao động cũng như là một cái độ sai số cực kỳ thấp, chỉ rơi vào khoảng là trừ 15 cho tới cộng 15 giây mỗi tháng mà thôi. Và khi mà chúng ta được sạc pin đầy bằng năng lượng mặt trời rồi thì đồng hồ hoàn toàn có thể sử dụng lên tới 6 tháng mà không cần phải thao tác bất cứ một cái thứ gì giống như là đồng hồ cơ. Đến với mẫu đồng hồ thứ 3 thì vẫn sẽ là một ứng cử viên sáng giá khác đến từ thương hiệu Dosa, với một thiết kế chạm rỗng để chúng ta hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được những cái chuyển động, những linh kiện nhỏ nhất ở bên trong bộ máy này. Và với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một số mã là D154TDH với mức giá 148 triệu 510 ngàn đồng. Và với một thiết kế chạm rẫm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được những cái chuyển động của bộ máy ET2801 rất là cao cấp, có độ chính xác cao và chúng ta được đạt chứng nhận bởi COSC luôn. Còn bên ngoài chúng ta có thể thấy chiếc đồng hồ lộ máy skeleton này được hoàn thiện bởi vật liệu vàng nguyên khối 18K cho bộ phận kim cũng như là mặt số này. Dây đeo thì chúng ta sẽ được trang bị bằng dây đeo cá sấu Mỹ Alligator, cao cấp hơn rất là nhiều so với da cá sấu là Crocodile. Và đồng thời kỹ thuật ốc nung xanh cũng được áp dụng vào với hai viên ốc được cố định ở bộ máy mà người dùng có thể nhìn thấy ngay ở trên mặt số một cách rất là dễ dàng ở đây. Và chính vì sự đặc biệt này thì nó đã mang tới một cái phiên bản giới hạn chỉ có 1.000 chiếc trên toàn cầu mà thôi nhá. Và với bộ máy của mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một thời gian dự trữ clock là 42 giờ này, cùng với 17 chân kính. Tần số dao động thì sẽ là 28.800 VPH. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái chất liệu khác, ví dụ như là máy kính sapphire với khả năng chống chảy xước này, hay là bộ máy có khả năng lên clock bằng tay là hand winding. Còn đường kính mặt số thì cũng là một kích thước khá là phù hợp với đại đa số cổ tay của đàn ông Việt, với 40mm và bề dày chỉ 11.2mm mà thôi. Còn với khung niềng thì vẫn sẽ là chất liệu thép không gì bằng 6N rất là quen thuộc ở đây để mang tới mức sự bền bỉ trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Với khả năng chống nước thì sẽ dừng lại ở mức 3 ATM nhá. Mà thường mình thấy với những mẫu đồng hồ dây da ấy, thì chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc với nước để nó ảnh hưởng ví dụ như là bị ẩm này, hay là bị giòn dây da, nó bị biến chất đi thì nó cũng không tốt. Nên khả năng chống nước ở mức 3 ATM nó đã đủ để chúng ta có thể bảo vệ được bộ máy ở bên trong rồi. Đến với mẫu đồng hồ thứ tư thì đây sẽ là một mẫu đồng hồ nằm trong một thương hiệu mà cách đây không lâu mình cũng đã ưu ái dành riêng cho thương hiệu này tới 2 video. Và đây là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Titani nằm trong bộ sưu tập là Inverter Serum Tech nhá. Với cụ thể thì chúng ta sẽ có một số mã là 83765BA0707 với mức giá 95.940.000 đồng. Và các bạn có thể thấy là với sự phối màu cùng với thiết kế này thì rõ ràng chiếc đồng hồ chúng ta sẽ toát lên một cái phong cách rất là trẻ trung và hiện đại ở đây. Còn với những cái thông số ví dụ như là về bộ máy thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ máy là Automatic ET2892A2 với khả năng chống nước là 30 ATM. Có sai mặt số thì sẽ hơi lớn một chút xíu với 43mm ha. Với kích thước này thì mình nghĩ là sẽ những ai có cổ tay từ 18cm trở lên thì chúng ta đeo trên cổ tay nó sẽ rất là phù hợp, cân đối và vô cùng mạnh mẽ luôn. Về phím bezel thì rất là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ được trang bị một chất liệu là ceramic cùng với thép không gỉ mạ DLC. Để một chút xíu nữa thôi thì mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái thông tin này nhé. Và quay trở lại thì mẫu đồng hồ này của chúng ta được ra mắt với một sự kết hợp liền mạch giữa gốm sứ công nghệ cao đầy màu sắc cùng với thép không gỉ và dây đeo cao su. Chiếc đồng hồ này rõ ràng toát lên một cái sức hấp dẫn rất là táo bạo này,
Vòng vỏ gốm này được trang bị bằng màu sắc hoàn hảo và các rãnh được đánh bóng tăng thêm những cái chiều sâu cũng như là kích thước cho tính thẩm mỹ mạnh mẽ của mẫu đồng hồ này. Bổ sung cho vỏ và núm vặn thì chúng ta sẽ có một cái hình viên gốm được khắc tinh xảo với logo trên tràn hiệu ở đây. Và với mã số của đồng hồ nằm trong bộ sưu tập là Impetra Ceramtech này thì nó nổi bật với những đường dập nổi dọc, thể hiện được tinh thần thiết kế tiên phong. Còn những chiếc kim của chúng ta thì cũng sẽ được tạo điểm nhấn cùng với cách phối màu rất là hợp màu sắc ở đây, đảm bảo được những cái sự tinh tế nhất ở mọi khía cạnh. Với mặt số và dây đeo của chúng ta thì sẽ được phối màu xanh là Katin. Đây là một màu nó khá là bắt mắt này và rất là sáng khi mà chúng ta đeo trên cổ tay luôn. Còn với khả năng chống nước 3 TM thì đây là một con số mà chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đồng hồ này để đi lại được luôn nhá. Tại vì sao? Tại vì với những cái chi tiết ví dụ như là cọc giờ hay là kim chỉ thì chúng ta cũng được phủ thêm một lớp dạ quang nữa, cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta theo dõi giờ trong điều kiện thiếu sáng này. Và với mẫu đồng hồ cuối cùng của chúng ta thì không hổ danh là cuối cùng, thì chúng ta sẽ có một thiết kế nó khác biệt hơn. Không phải là mặt số tròn truyền thống nữa, mà thay vào đó sẽ là một mặt số vuông khá là độc đáo đến từ thương hiệu Rado nhá. Với mẫu đồng hồ này của chúng ta sẽ có một số mã là R27086152 với mức giá 76.625.000 đồng. Mẫu đồng hồ Rado sẽ nằm trong bộ sưu tập là True Square. Với bộ sưu tập này thì những năm gần đây đã đầu tư rất là nhiều cho việc tạo nên một cái thiết kế độc đáo này và không giống ai. Và nổi bật nhất thì có lẽ là phiên bản Open Heart Skeleton mà ngày hôm nay mà May muốn giới thiệu cho các bạn ở đây. Ngoài bộ vỏ gốm vuông tối màu để hấp dẫn thị giác thì chúng ta còn có một bộ máy được phô diễn hoàn toàn ra ở đây, thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được một cái tác phẩm nghệ thuật rất là trừu tượng. Và dĩ nhiên dây đeo đi kèm thì cũng sẽ được làm bằng gốm công nghệ cao để phù hợp với một thiết kế tổng thể luôn. Chúng ta sẽ có một kích thước là khoảng 38 với độ dày là 9.7 thôi. Điều này khiến cho mẫu đồng hồ có thể dễ dàng đeo trên cổ tay dành cho những ai có cổ tay trung bình khoảng tầm từ 15 cho tới 17 cm này. Mà thực ra với mẫu đồng hồ Rado này thì mình cảm thấy cái thiết kế của nó sẽ không chỉ dành riêng cho nam giới đâu, mà với nữ giới, ai mà yêu thích một cái phong cách thiết kế mạnh mẽ thì rõ ràng đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà chúng ta có thể cân nhắc. Với ưu điểm của vỏ gốm mà Rado được trang bị cho mẫu đồng hồ này thì chúng rất là nhẹ này và có khả năng chống cháy sức tốt, tạo cảm giác rất là sang trọng, quý phái dành cho người đeo. Ngoài ra để bảo vệ cho mặt số thì chúng ta cũng sẽ được trang bị với một chất liệu là sapphire với khả năng rất là bền bỉ, chống cháy sức tốt này. Đặc biệt còn thêm một lớp chống lóa nữa thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát và đọc giờ ở trong cái điều kiện là bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp. Về bộ máy để trang bị cho mẫu đồng hồ Rado này thì chúng ta sẽ có một khả năng dự trữ năng lượng là 80 giờ. Đây là một con số rất là ấn tượng ở trong ngành đồng hồ cơ khí và không phải thương hiệu nào cũng đạt được con số này. Một cỗ máy EJ Powermatic 80 và cũng chính nhờ vào cỗ máy này mà True Square của chúng ta có thể hoạt động cách ổn định trong vòng 3 ngày. Về khả năng chống nước của mẫu đồng hồ thì sẽ là 5 ATM, một con số đủ để chúng ta có thể sử dụng một cách thoải mái, ví dụ như là đi mưa hay là rửa tay này. Và đó là 5 mẫu đồng hồ độc đáo nhất đang được kinh doanh tại Đồng Hồ Hoài Chiều. Và hy vọng rằng thông qua những cái thông tin mà May mang tới trong video ngày hôm nay á, thì các bạn sẽ có thể phải lòng và chấm được em nào đó và tới để zing về để bổ sung thêm vào trong bộ sưu tập của mình nhá. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hoài Chiều nhá. Bye bye.